Hello mọi người nha, chào mừng mọi người đến với channel của mình. Và tiếp tục vào clip hôm nay, tôi sẽ vào sâu cho anh em xem một số app và Refi giá rất là ok và ngon. Thì đến với cái app đầu tiên nha anh em nhé. Đặc quyền VIP 5, level 87, cái đây 1.2 và hạ vũ 22.000 kim. À thì còn 370 kim cương để anh em có thể đổi tên. À cũng khá là ngon, đầy đủ đồ anh em chơi, giá rất là ok thôi, hơn 200k. Thì bây giờ anh em biết rồi, CS thì ít người chơi, anh em nào đam mê thì mua về chơi thôi. Nói chung mua về siêu tập, cái giá nó rẻ mà. Rồi không nhìn nhằng nữa, tôi sẽ vào xong kho đồ cho anh em xem. Đấy, hơn 200k có team B rồi. 1451 bit này, 3Z thì có 3Z Transformer, vua team B thiên sứ, Mouser Lobel Dragon, BCC Lobel Dragon, A12 Booster, Ska, Kurion team Big Gold này, Katala Transformer, M4 băng, M4 đổi su, set 9A91 file. Nói chung là về chính tím bit thì không nhiều lắm nhé, chính tím rất nhiều nhưng nhé. Quắm kia các thứ đầy đủ hết, Akachao, AK Blue Battery, QDZ này, T91 đấy, lục Kuriraya Dragon, Ducking Bull, búa sắt và cũng có Cop 357 để anh em bắn với 3Z. Nhiều đạn clan một quả. Nhân vật cũng đẹp nha anh em nhé, full nhân vật 3 vòng quay và đặc biệt là có gold rồi. Đấy, anh em đi săn con gold rất là hiếm, team B và gold nha anh em. 30 đá thức tỉnh thông sơn thì anh em nào về mua khẩu thông sơn là nên được thông sơn băng là team B 70 viên. Nhẫn dây chuyền đầy đủ, hiện ngắm kẻ địch hiện HP, nói chung nhẫn rất đẹp luôn, hai dòng 5 sao, một dòng 4 sao, dây chuyền có nhưng chưa tẩy nhá anh em nhé. Rồi tiếp tục phần thiên phú đi, thiên phú này được khoảng 80%, đã mắc cỡ bom nhanh. Đấy có hơn 200.000 thôi, có M4 này, 3Z, team B, cận chiến và súng tím rất nhiều nhá anh em nhé. AK, M4 các kiểu, nhân vật thì có gold này, nhẫn đẹp và có cop 357 rồi. Rồi tiếp tục tôi sẽ đến với cạc số 2. Và tiếp tục đến với cặp số 2, à cũng khá là ngon nha anh em nhé. Cặp Zalo đổi sử dụng thoại được. Level 100 đặc quyền VIP 6, 2 server nhưng mà Android ngon hơn. Đấy, KD 0.85 và của 37.000 kim. Thì tôi sẽ vào sâu trên kho đồ cho anh em xem. Thì cặp này full gần 5 vòng nha anh em nhé. Đấy, nói chung là rất là ok. Giá thì có hơn 400k, anh em nào thích bắn lỏ thì cặp lỏ rất là nhiều đạn. Full 2 vòng AK-47 Transformer này, AK VIP thì đang trả góp, AK-47 Lover Belly, M4 Transformer, M4 Von Geek, M4 Geek, M4 Quái Thú Vô Hình, AL-94, AWM Infernal Dragon X, 3Z Von Geek. Thì một ô nữa là full 2 vòng 3Z Von Geek nha anh em nhé, 3Z AOX2 để ép đạn cho lỏ, 3Z Chan đầy đủ, BG, 6 Long, X2 Thông Sơn, A12 Handfire, Golden Sắc, đấy có hơn 400k thôi, Zalo thì anh em đổi số điện thoại là xong rồi, rất nhanh nha anh em nhé. Rồi DA Bonbit X2, DA Thunder X2, DA VIP Infino, lỏ 6 viên nha anh em nhé. Đấy, 3 lục VIP, 2 3Z đỏ và mặc định 1 viên là 6 viên. Cận chiến cũng đẹp cho anh em luôn, dù là Guri VIP. Cái VIP Bonbit thì được set 3Z Bonbit nha anh em nhé. Sẻng thì X2 luôn, 1 cây level 1 và 1 cây Bonbit, sẻng Bonbit thức tỉnh. AK Bạc Tước, AK Zusa X2, AK47 Nobel Dragon, AK47 Hoa Nhài, AWM Hoa Nhài này, mấy cây này thì ở server Android thôi. Mouser, Alaconda, sẻng AK-47 Man Man, khẩu AK có scope, M4A1 Anonymous, M4A1 SSX2, QBZ03, A12 Booster, lỏ CB Transformer, lỏ 6 viên nhé, anh em bắn 3Z với lỏ này rất là ngon luôn. Cung Fury X2, cung lỏ lục đồ bò đầy đủ, lục đồ bò băng, EF Phonic Gold, Kuri Ultimate Gold, búa Showmai Grab X4, gậy thiên sứ X2, thương xét. Rồi súng tím cũng đầy đủ AK các kiểu, M4 băng, nói chung súng tím đầy đủ nhé. Quắm AK Gold, AK Phoenix, M4 Ultimate Gold, QBZ Royal Dragon, T91, Team B Lula, đua Team B Royal Dragon. Thì Team B này F2 khẩu thông sơn vào cũng được 80 viên anh em ạ, cũng khá là ngon. Tại vì nếu mà bắn Android thì cũng không cần Team B lắm. Đấy. 3Z Spring, Jacking Bull, trắng cũng có luôn, có cả 3Z đen và có cả cốp 357 cho anh em luôn. Điều đạn clan X8 rất là ngon. Nhân vật đấy, nhân vật cũng rất là ngon anh em nhé. Full nhân vật bao vòng quay, con đội trưởng, con gốt cũng là nhân vật hiếm này. Pop ngày hè nữa cũng rất là đẹp cho anh em. Nhẫn này, đây nhẫn thì cũng ngắm kẻ địch hiện HP, hai dòng 5 sao, một dòng 4 sao, dây chuyền có đầy đủ cho anh em. Tiếp tục đến thiên phú đi, thiên phú thì được khoảng 70-80%, đã mắc cỡ bom nhanh. Đấy, nói chung là full 5 vòng anh em nhé, gần 6 vòng luôn cơ. Nếu mà tính ra là quay lốt thì full nhiều lắm anh em. Đấy, một ô nữa thì full được vòng 3Z Bonbit nữa này. Akachan thì 3 ô nữa lại full tiếp một vòng này anh em. Đấy, tôi sẽ đến với hạt tiếp theo. Và tiếp tục đến với cái hạt giá rẻ nhé anh em nhé. Đặc quyền VIP 3 level 81, KD 1.4 và hạ gục 14.000 kim. Thì tôi sẽ vào xong những kho đồ cho anh em xem thôi, có hơn 100k thôi.
có 3 set out này, 6 lòng thông sơn, BCSE Lovell Dragon, M4A1 SSS, SK, lục đồ bò băng, IS Phonix, sương xét, AK vũ công, AK đổi sung, quắm, rồi đua tim đi Raya Dragon, Kuri Raya Dragon này, M4 ZPV, M4 Fantasy, Jack King Bull, quả lựu đạn Clash, nhân vật thì có Naui và Jose vĩnh viễn thôi. Có nhẫn anh em nhé, 2 nhẫn. Rồi tiếp tục đến với phần thiên phú đi. Thiên phú này thì được khoảng 70%. Rồi tôi sẽ đến với kèo tiếp theo. Rồi tiếp tục đến với kèo cuối cùng anh em nhé. Thì là một app Free Fire cũng khá là ok. App này nạp cũng khá là nhiều tiền đấy anh em nhé. Thì đây đã mua được 2, 4, 6, 8 mùa vô cực anh em nhé. 8 mùa thẻ vô cực. Nói chung cũng khá tiền cho anh em. Thì app bán lại cho anh em với giá mấy trăm k thôi. Rồi tôi sẽ vào sâu những kho đồ cho anh em xem. Kèo cũng rất ok anh em nhé. Nhân vật thì đang có Alok level 7 rồi, Alok level 55 nhưng nhé. Nhân vật thì cũng mua được khá là nhiều rồi, Alok các thứ có gần hết rồi. Còn có đúng 3 nhân vật nữa là chưa mở thôi nhưng nhé. Đấy, có một nhân vật thì ở vùng quay mới nhé. Còn đâu Alok này thì nhân vật rất đẹp luôn, gần full hết rồi. Rồi tiếp tục tôi sẽ vào sâu phần thủ đồ cho anh em xem. Thì Alok này cũng rất là đẹp luôn. Thì đi rừng xanh này. Bộ ma búp bê này là bộ đắt nhất trong mấy bộ nhưng nhé. Bộ nham thạch này, đấy, vua 7, nói chung là đồ rất là ngon. Thì anh em tự soi nhé, tôi sẽ vào sâu qua thôi. Đấy, cũng rất là nhiều đồ hiếm và đẹp. Đập vụ cáo này, phóng xạ, đấu sư ạ. Cái bộ này thì đúng rồi, bộ này cũng khá là đẹp. Chuẩn hồng thơ ngây này, các thứ. Rồi một bộ ma búp bê nữa anh em ạ. Bộ này thì không đẹp bằng bộ kia. Nói chung đồ đạc rất là nhiều cho anh em nhé. Đấy, bộ này khá là ngon. Rồi tôi sẽ kéo qua thôi. Nói chung là này đồ rất là nhiều, tại vì mua rất là nhiều mùi vô cực rồi. Đấy, áo ấy các thứ rất là nhiều. Rồi tiếp tục đến thì bộ này có hai khủng long nhé. Còn mấy set này của đồ lữ này, khủng long gà, long hổ. Đấy, có hai đá chế tác mua sẵn rồi. Rồi tôi sẽ sâu qua đồ lữ cho anh em xem nhé. Đấy, đồ lữ cũng rất là đẹp. Đấy, nói chung là hầu như là gần đủ hết. Anh em là mua về chỉ được chơi thôi, không phải lạp thêm tiền đâu. Rồi tiếp tục tôi sẽ vào sâu phần trợ thủ cho anh em xem. Nói chung là trợ thủ thì Ark này gần full rồi, còn có hai con là chưa mua thôi, là full trợ thủ nhé. Tiếp tục đến với bộ
bộ sưu tập nha anh em nhé. Đấy, nền như các mấy cái này thì rất là nhiều, thì kéo qua thôi. Đấy, rất là nhiều luôn. Rồi tiếp tục tôi sẽ vào sâu phần skin vũ khí cho anh em xem. Đầu tiên là M4 nhé. M4 cũng rất là nhiều skin. M4 nó một sóng siêu âm này. Rồi AWM thì có sói hú và báo đốm. M1014 thì có khẩu cường hóa này, cũng khá là ngon. Rồi đôi mắt tử thần. Skin AK thì rất là ngon anh em nhé. AK kim kỳ ngân này. Rồi AK dòng lửa, AK samurai đâu. UMP thì có ngon nhất là khẩu nghệ sĩ tử thần này. Đấy, nói chung là toàn skin ngon thôi. MP5 này, đôi mắt tử thần này, samurai rồng. M14 thì có khẩu quái thú. Skin Ska rất là đẹp nha anh em nhé. Ska địa ngục này, Ska công nghệ vàng, Ska bóng ma sát thủ. Và nếu mà không có Titan thì bán khẩu Ska thần tình yêu này cũng rất là ngon nhé. Rất là nhiều streamer hoặc là đấy, hay bằng thay dùng khẩu này. Gloria này, MP40 cũng rất là đẹp nha anh em nhé. Có cơ đỏ này, chuồn nam, rồi sấm sét, khẩu Giáng sinh luôn. Đấy, K98 này, M79. Nói chung là súng gì cũng có skin hết nha anh em nhá. Pharmat thì cũng rất là ngon luôn. Có hai khẩu Pharmat thần khí nhá. Đấy, khẩu bán nhật là khẩu mạnh nhất này. Đấy, còn mấy khẩu này nữa, nói chung rất nhiều. XM8 cũng ngon luôn nha anh em nhé. Nói chung là cái skin rất là ngon. XM8 thì có khẩu mạnh nhất là khẩu quái thú cũng đã quay ra rồi. Spark này, M16 rực lửa này, B90, rồi AL94. Và đặc biệt là M1887 thì đã có khẩu M1887 tương lai nhé. Khẩu này là đang rất là hot này. Anh em nào chơi thì biết này. Đấy, và skin bom keo các thứ đầy đủ cho anh em luôn. Phương tiện rất là nhiều luôn, xe máy này, siêu xe các thứ có hết nha anh em nhá. Đấy, rất là đẹp luôn, hành động cũng đầy rất là nhiều. Rồi cảm ơn tất cả anh em đã coi clip của tôi. Thì anh em nào mua thì inbox Zalo tôi nhá, số điện thoại tôi sẽ để ở đầu intro clip. Anh em có thể gọi điện trực tiếp cho tôi trước khi giao dịch để cho tránh tình trạng bị nhầm hoặc là fake nhá. Tạm biệt anh em.